Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành, một ngày mới làm việc thật hiệu quả và có một tuần mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay rất vui vì được tiếp tục giới thiệu những mặt hàng lan mà cơ sở bên em mới cập nhật, cũng như là báo giá những mặt hàng lan của ngày hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2019. Đầu tiên em xin được báo giá đó là mặt hàng lan u lồi ạ. U lồi hôm nay bên em mới cập nhật về đấy ạ, có cả thân dài và thân ngắn nhé. Hiện giờ lan u lồi bên em bán với mức giá là 280.000 đồng trong 1 kg. Hàng mới về, em cũng chưa cả xem luôn đấy. Có cả thân già và thân tơ nhé, bởi vì là hàng rừng thì cái tỷ lệ thân già và thân tơ nó khoảng tầm 40-50 rồi các bạn ạ. Khi mà gửi đi thì bên em sẽ chủ động cố gắng gửi cho các bạn có cả thân già cũng như là quả nụ hoa để chơi nhé. Nhưng cũng sẽ có một số thân nó chưa ra thì trong thời gian tới nó sẽ ra thôi, bởi vì đây sẽ là khoảng tầm đợt nảy mầm hoa cuối rồi đấy ạ. Bây giờ nó có những cái thân tơ, thân con lên rất là nhiều rồi đây. Rồi là 280.000 đồng cho 1 kg hàng u lồi nhé. Bên cạnh đây, bên em cũng còn có khoảng tầm 3 cân. Đây là cái loại hương vani ạ. Lan hương vani này hiện giờ bên em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1 kg ạ. Rất là dài luôn nhé. Hiện giờ có những thân đang mùa xuống lá rồi đấy ạ. Có những thân mà đã xuống lá hết nhưng có những thân thì còn cái lá vàng. Bên em cũng chưa kịp xử lý sơ bộ nên là còn cái lá vàng thôi. Khi mà gửi đi thì bên em cũng sẽ chủ động ngắt bỏ giúp ạ. Tiếp đến bên đây thì là có một chút lan mà bên người dân bên Nguyên Bình Cao Bằng ký gửi nhờ bên em bán giúp nhé. Đây là địa lan mặt quân tử các bạn ạ. Địa lan mặt quân tử người dân nhờ bên em bán giúp với mức giá là 100.000 đồng cho 1 kg nhé. Hiện giờ ở đây thì mặt quân tử này sẽ ra hoa là mùa Tết nhé các bạn. Đây này, có những cái ngầm hoa đã ra rồi. Những đây là cái ngầm nhỏ này. Cái ngầm này là ngầm nhỏ nhé các bạn. Đây này. Còn những cái ngầm dài ra đây này. Tím này nó rất là dài luôn đấy nhé. Em quay luôn. Đây ạ, đây là cái ngồng hoa nó ra rồi đấy nhé. Ở đây thì cũng có khoảng tầm 5 đến 7 cân thôi. Hiện giờ thì ngồng hoa cũng có những bó mà có ngồng hoa nhưng có những bó chưa nhé. Bạn nào mà lấy từ 1 kg trở lên thì em đảm bảo sẽ có một cái ngồng hoa gửi kèm luôn ạ. Còn lấy ít hơn thì có thể là nếu mà thiếu ngồng hoa thì em cũng chưa gửi được nhé. Vâng ạ, 100.000 đồng cho 1 kg địa lan mạc quân tử nhé. Hàng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Vâng ạ. Ở đây hiện giờ ở đây bán theo bó à? Cân mà đúng không? Ừ, đây bó đấy. Bán theo cân là 100.000 đồng 1 kg đúng không? Rồi. Tiếp đến trên ở ngay trên đây đấy ạ. Là mặt hàng lan ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu thì bên em bán cũng mấy phiên này rồi đấy ạ. Hôm nay vừa mới về cũng rất là nhiều luôn. Vẫn giữ nguyên giá là 200.000 đồng cho 1 kg ngọc thạch ba màu nhé các bạn. Đây. Thân vàng trong luôn hoặc là có những thân tơ thì sẽ trắng đấy ạ. Tiếp đến ở đây là mặt hàng lan kim thoa. Lan kim thoa hôm nay mới về cũng rất là nhiều luôn. Thân to và dài đều nhé. 100.000 đồng cho 1 kg ạ. 100.000 đồng cho 1 kg hàng kim thoa nhé. Tiếp đó trên đây sẽ là mặt hàng lan long tu xuân. Long tu xuân hàng đẹp đấy nhé các bạn. Thân dài đều đẹp. Bao rẫy không bị gãy dập ngọn khi gửi đi cho các bạn nhé. Đây dài đều đẹp luôn nhé các bạn. Đây là long tu xuân ạ. Long tu xuân hàng đẹp. Cũng mới về rất là nhiều luôn. 250.000 đồng cho 1 kg long tu xuân hàng đẹp nhé. Còn hàng giống thì ở trên này ạ. Hàng giống thì ngắn hơn. Hàng giống thì ngắn hơn thôi chứ còn cũng bao gãy dập ngọn luôn các bạn nhé. 200.000 đồng cho 1 kg long tu xuân hàng giống ạ. Tiếp đến bên đây. Bên em còn khoảng tầm 4 cân hoàng thảo vôi ạ. Hoàng thảo vôi bên em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1 kg. Đây có... em giới thiệu mỗi khi mà em gửi hàng đi cho các bạn là sẽ có như này nhé. Bởi vì hàng rừng thì cái tỷ lệ thân tơ nó cũng không thể quá nhiều đâu các bạn ạ. Có cả thân tơ và thân già để có thể là dưỡng những cái mầm non tiếp theo. Tiếp đến bên cạnh đây là mặt hàng rất là hot ạ. Cũng không có nhiều. Lan lụa vàng 350.000 đồng cho 1 kg. Lụa vàng thì đợt này lấy về cái hoa nó ra thì cũng khá là lâu rồi ấy, nên là cũng không thể đảm bảo bảo hành được cái nụ hoa này cho các bạn đâu nhé. Lấy về giờ để hàng sưu tầm đấy các bạn ạ. Còn cái nụ hoa nó lên cao quá rồi nên là nhiều cái về nó đã bị bong mất cái nụ hoa rồi. Tiếp đến trên đây là mặt hàng lan đuôi chồn chồn trắng nhé các bạn. Chồn trắng hàng đẹp đấy ạ. Cũng không còn nhiều ạ. Chồn trắng hàng đẹp này có thể được từ 5 cây này cũng có thể là được 1 cân rồi đấy. 230.000 đồng cho 1 kg. Chồn trắng loại đẹp nhé. Còn loại chồn giống thì bên em bán với mức giá là 180.000 đồng đây.
chồn cũng là chồn trắng nhưng mà hàng giống, cây nhỏ hơn 8 đến 10 cây một cân. 180.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan cẩm báo ạ, cẩm báo hàng rừng đem lên bán từ hôm qua rồi. Cũng còn một ít thôi. Lan cẩm báo hàng rừng, lá nó rất là dễ bị tổn thương bởi vì là cái lá nó rất là mọng nước ạ. Về các bạn chủ động dưỡng lại giúp em. 300.000 đồng cho 1 kg cẩm báo hàng rừng. Cẩm báo thì cũng đang có những nụ hoa rồi đấy ạ. Đảm bảo là hầu như cây nào cũng có nụ hoa rồi các bạn ạ. Tiếp đến ở đây sẽ là lan bên này rồi. Đây, đây là đây là mặt hàng lan Hạc Vĩ Bắc đấy ạ. Quá nhiều hàng nên em bước đi mãi mới vào đến chỗ này đây. Hạc Vĩ Bắc 260.000 đồng cho 1 kg. Hàng khô đều đẹp rồi các bạn nhé. Tiếp đến trên đây sẽ là lan thập hoa. Thập hoa thì hiện giờ cũng đang mùa xuống lá, thân vàng đều hết. 150.000 đồng 1 kg thập hoa nhé. Còn bên cạnh đây thì còn một ít lan Vanda Hương Chanh, hàng của hàng rừng Cao Bằng. 150.000 đồng cho 1 kg Vanda Hương Chanh ạ. Chỗ này cũng không còn nhiều đâu, khoảng tầm 3 cân thôi các bạn. Cái này nhìn nó thế thôi nhưng mà nó rất là nhẹ luôn, lan Vanda Hương Chanh ấy. Tiếp đến ở đây sẽ là mặt hàng lan Trúc Mành. Cùng với lại bên cạnh Trúc Mành là mặt hàng lan Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc các bạn ạ. Hai bạn này thì có hoa giống nhau nhưng một bạn thì khá là đỏng đảnh, khó chiều. Đấy là lan Trúc Mành. 250.000 đồng cho 1 kg lan Trúc Mành. Cái này chỉ phù hợp cho những bác nào mà đã chơi lan khá lâu, bởi vì cái lan Trúc Mành là một trong những loại lan mà khó chiều nhất đấy ạ. Còn nếu bạn nào mà muốn thưởng thức hoa Trúc Mành nhưng mà lại chưa có thể là chăm được lan Trúc Mành ấy, thì có thể là sử dụng thuần hàng lan Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc nhé. Bởi vì hai mặt hoa này giống nhau lắm ạ. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc thì dễ chiều hơn, trồng đâu cũng sống, ra hoa khoảng tháng 3 đến tháng 6 nhé các bạn. Những thân nào mà xuống càng xuống hết lá thì càng siêng hoa luôn. Còn những thân đang xuống lá thì nó cũng sẽ tiếp tục xuống đấy ạ. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc 250.000 đồng cho 1 kg nhé. Và bên cạnh đây bên em còn một chút Hoàng Thảo Xoắn ạ. Hoàng Thảo Xoắn thì bên em cũng bán từ hôm qua rồi. Cái những hàng dề khủng to mấy mức giá là 280.000 thì bên em bán hết rồi nhá. Hôm nay chỉ còn những cái dề dưới 1 cân thôi, cũng toàn là dề thôi các bạn ạ. Nhưng bên em vẫn bây giờ chỉ còn là cái Hoàng Thảo Xoắn mức giá là 250.000 đồng nhé, bởi vì là nó không có cái dề to nữa rồi. Bên cạnh đây là mặt hàng lan Ý Ngọc ạ. Lan Ý Ngọc cũng mới về luôn đấy ạ. 200.000 đồng cho 1 kg. Ý Ngọc hôm nay về thì em cũng ưng ạ. Cũng thân dài đều lắm. Rất to nhá, thân dài to đều. Đây là lan Ý Ngọc của ngày hôm nay đấy ạ. Rồi, tiếp theo đến đây sẽ là mặt hàng lan Sơn Thủy Tiên ạ. Sơn Thủy Tiên bên em hôm nay bán giao lưu với mức giá là 180.000 đồng nhé các bạn. Ở đây có cả những cái dề khá là to mà cũng có cả dề nhỏ luôn. Đây, những cái bạn nào mà không muốn dùng dề khủng quá thì có thể có những cái khóm nhỏ nhỏ như này đấy ạ. Thì mình cũng có thể ghép được một cái chậu nhỏ xinh rồi đây. Đây, như này là quá đủ một chậu nhỏ xinh đẹp nhé. Còn bên này thì còn có một cái dề to hơn 2 cân này này. Bạn nào mà muốn ghép dây khủng lấy cái này nhá. Dây khủng thì tất nhiên nó sẽ có cả thân tơ và thân già nhé các bạn. Đây, cái này là 2,5 cân, 2,6 cân này, em vừa cân thử lên, to lắm. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn bên em hôm nay bán vẫn giữ nguyên giá là 230.000 đồng cho 1 kg nhé. Bởi vì đùi gà tròn cũng là một trong những mặt hàng lan nở xuân, nở Tết nên rất là khan hàng luôn. Mỗi đợt về nó cũng không được nhiều, toàn từ 5 đến 7 cân thôi các bạn ạ. 230.000 đồng cho 1 kg đùi gà tròn ạ. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan em giới thiệu Kiều Vàng trước nhé. Kiều Vàng ngày hôm nay đây 160.000 đồng cho 1 kg. Còn ở trên này là mặt hàng lan Kiều Dẹt. Kiều Dẹt thì là 650.000 đồng cho 1 kg nhé các bạn. Kiều Dẹt là một trong những cái loại lan mà hoa nở rất là đẹp nhưng mà cũng có rất là ít luôn ạ. Tiếp đến bên em còn khoảng tầm 2 cân đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt bên em bán là 180.000 đồng 1 kg ạ. Bên cạnh đùi gà dẹt ở đây là cái hàng lan môi tua nhé các bạn. Môi tua hôm qua mới cập bến về, thêm số lượng khá là nhiều. Hôm nay bên em bán xả luôn là 100.000 đồng cho 1 kg luôn ạ.
Bởi vì đợt này mối tua các mối đẩy lên nhiều quá, 100.000 đồng cho 1 kg thôi nha các bạn. Còn ở dưới đây là kim điệp xuân nhá. Kim điệp xuân 150.000 đồng cho 1 kg. Kim điệp xuân thì thực ra nó đang cũng mùa xuống lá nên là nhìn nó quay qua màn hình nó như này thôi các bạn ạ. Nhưng mà hiện giờ thì thực ra nó xuống lá như là xuống lá đẹp đấy ạ. 150.000 đồng cho 1 kg. Đây ạ. Bên cạnh kim điệp xuân, ở đây là mặt hàng lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng. Đây, phi điệp vàng hôm qua mới cập bến về luôn. Cũng thân rất là to đều luôn nha các bạn. Phi điệp vàng em vẫn giữ mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Bởi vì cái này là một trong những mặt hàng lan cũng dễ thuần, dễ chơi nên là cũng được rất là nhiều bạn sưu tầm, cũng rất đáng để sưu tầm ạ. Bác nào mà lấy phải một cây mà ra nó ra màu vàng hoàng kim thì thôi, cũng đáng tiền luôn đấy ạ. Ở dưới này, bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan đuôi chuột. Đuôi chuột hôm nay bên em cũng có khoảng tầm 3-4 cân. 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Bạn nào hay theo dõi video em làm cũng biết đây là một trong những cái mặt hàng lan mà em rất là thích đấy ạ. Lan đuôi chuột ạ. Vâng, còn đây, bên em thì còn có thêm kim điệp thơm hay kim điệp nhựa đấy ạ. Đây là cái loại hàng đẹp nhé. Hàng đẹp là 250.000 đồng cho 1 kg. Hàng đẹp kim điệp thơm hiện giờ nó cũng đang là mùa hoa nhé. Để em xem có cái hoa nào không. Bởi vì hôm qua có một số bạn vào, một số bác người cao tuổi vào đây cũng chọn rất là nhiều rồi. Nhưng mà không sao, bởi vì kim điệp thơm bên em còn nhiều lắm. Các bạn cứ đặt hàng đi và bên em sẽ có đảm bảo có mặt hoa cho các bạn chơi ạ. Kim điệp nhựa. Đây này, cái mặt hoa đây này. Đấy, chưa ra hoa đâu ạ. Có nụ thôi. Đây là nụ hoa đây nhá. Đây. Kim điệp thơm loại đẹp 250.000 đồng cho 1 kg. Và còn ở đây em cũng còn một ít cái loại hàng giống đây. Hàng giống thì bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg nhá, kim điệp thơm ạ. Kim điệp thơm, hàng giống. Hàng giống thì nó nhỏ hơn thôi nhưng mà có những thân mà cũng có thể vẫn ra đây, vẫn có thân này vẫn có mầm hoa này các bạn. Hàng giống thì hiện giờ em không thể đảm bảo là cái hạng có mầm hoa cho các bạn được, bởi vì hàng giống thì mình lấy về để nhân giống thôi nhé các bạn. Rồi, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở bên em hôm nay đang có. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0984 754 102 để đặt lan nhé. Để được tư vấn trực tiếp cũng như là lên đơn hàng ạ. Còn đây nữa, còn hàng Đài Châu nữa. Đài Châu bên em có hàng giống, cung cấp cũng từ mấy phiên nay rồi đấy ạ. 550.000 đồng cho 1 kg. Có cả cây to và cây bé nhé. Đây, những loại cây bé ở đây đấy ạ. 8-10 cây cũng thể là 1 cân. 550.000 đồng cho 1 kg. Còn bác nào có thể là cái hàng to hơn thì có thể dặn bên em để bên em chủ động chọn cho. Hàng giống thì có nhiều loại nhưng mà cùng một mức giá thôi, 550.000 đồng. To và bé nhé. Vâng. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.